Cái này mà em viết được một cái drop có mấy cái melody hay, xong rồi kéo violon ở ở đoạn đầu này thì ui, mình cảm giác kiểu nó vút lên. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music, và các bạn có thể liên hệ mình qua Facebook Phương Ngô và fanpage VBK Music hướng dẫn làm nhạc. Hiện tại thì VBK Music đang có các sản phẩm dịch vụ như bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, nhận dạy hòa âm phối khí, cung cấp a cappella cho các music producer và sáng tác ca khúc thương hiệu cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn cũng có thể nhận những bài viết, video và dữ liệu làm nhạc hoàn toàn miễn phí trên trang chủ vbkmusicteam.com. Anh em nhớ truy cập thêm vào một cộng đồng để cùng giao lưu với các music producer khác nha. Rồi, tôi sẽ cho anh em một cái hòa âm màu nha, để anh em có thể viết melody nó dễ hơn. Dùng Keyzone Classic nhá. Gộp Epic là phím tắt gì? Ctrl G. Thanh niên mới lên 20.9 à. Rồi, ok. Tôi sẽ cho anh em một cái vòng hòa âm mà năng lượng nó cũng cao. Cái piano này xấu thế. Để tông pha nha, cho anh em dễ xài nha. Âm nửa, hợp âm sớt ra. Rồi, cứ đi em để thôi. Để tôi xem dùng hợp âm nào cho nó hợp lý. Cái này hơi buồn nhỉ. Rồi, ok. Khá heo đấy. Không thêm guitar không phải là VBK. Guitar. Con tắc. Cái này thì tôi chắc là tôi sẽ ấy. Thiếu cái gì đấy? Chắc là tôi sẽ xuất ra audio gửi cho anh em thôi. Tại vì đồ đạc anh em có vẻ sẽ thiếu nhiều đấy. Đáng yêu vậy. Ui. Ui, vãi. Guitar đánh house ghê.
Mình dùng guitar Sting đi. Acoustic picker. Tự nhiên thứ ba gửi nhạc đúng một break. Nặng ghê ấy. Giờ dùng cái sunbrush nha. Đấy, cái này tiếng đáng yêu quá. Chân này. Chơi vào màu được em. Cái swing đi. Làm cái speed file swing đi. Speed file audio swing. Đây rồi. Mình giải thích cái này. Cello, viola, violon. Ôi sao tiếng sâu đấy? Không hay. Đây. Viola cello. Cello. Viola. Violon. Ok. Ok, đây là cello. Tiếp theo đến viola. Thank you.
cái violon. Này nó D, nó son E G. Ok, anh em có nên tách cái string này ra không nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ tách cái string này ra nhé. Để thêm vào từng đoạn cho nó emotional. Emotional. Đấy. Đấy. Viết phong phú để làm gì? Đấy. Bắt đầu một đây. Đây là cello. Đệm dưới bao phê làm cái trumpet á. Thôi, tôi chỉ thích bay bổng, trumpet nặng lắm. Cello, đây là viola. Đây là violon. Sao quặng? À đây viola chứ. Đây violon. Hay quá, hay quá. Tôi sẽ thêm một cái ARP nữa. ARP tôi sẽ đi sợt. ARP. Chút nữa bắt đầu vào đoạn pre-chorus thì tôi sẽ bơm ARP vào. Điện tử hóa. Đó. Nó lại có hòa âm mất rồi chứ. Duyệt. Nâng tông lên cho nó bằng. Một trăm điểm. Rồi, ok, thêm một cái Rizzy Bass nhá. Không phải là Rizzy Bass mà là bass Rizzy, nhưng mà tôi sẽ cắt bớt cái tần mid đi, tại vì ở đây đệm piano khá là dày. Anh em lưu ý một cái là nếu như mà sử dụng nhạc cụ đệm mà các cái nhạc cụ đệm của các bạn chơi trầm ấy thì các bạn không sử dụng Rizzy Bass nhá, nó bị đè vào nhau. Đây, mình vẫn sẽ lấy cái Rizzy Bass, tuy nhiên thì mình sẽ cắt cái tần số low mid của nó đi.
cái đơn giản thôi, không cần phải quá phức tạp. Đó. Nói xin, xin ngay. Sơn vãi rồi. Em mà kéo được cái quả giai điệu violon xịn vào đây nữa thì ui nhắc người. Rồi ok, thôi bây giờ thì làm, bắt đầu làm bộ drum nào. Drum loop này chắc chắn phải của Shaker. Shaker. Đấy, tôi sẽ quất ngay quả Shaker huyền thoại này. Một cái top loop. Không có top loop à? Hai hết loop. Symbol. Đây. Được, loạn lắm. Lấy xong bị mất top loop nhỉ. Tôi dùng feature house nhá. Anh em mất công bao nhiêu lâu mua với sưu tập mà loop để làm gì mà không cho tôi dùng top loop, head loop đều ạ. Cái nào bay bay thôi. Đây nè. Không phải. Rồi đấy. Đây rồi, đây rồi. Hết được chậm. Hết được chậm, hết được chậm. Rồi, kích này. VBK Music rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, VBK Music sẽ lên sóng các video đều đặn vào 19 giờ từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần và livestream đều đặn vào 20 giờ 30 đến 23 giờ thứ ba, thứ năm, thứ sáu. Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều động lực để học tập. Cảm ơn các bạn. Kích, ta sẽ dùng drum cơ bản thôi. Drum, pan kích, top kích à? Yeah, tôi không thích dùng top kích này lắm. Pan kích. Đây, thích cái này. Nhưng mà cắt phần đầu đi. Xin cho anh em. Rồi, intro này. Solo này. Violin, violon này. À đây, intro. Bắt đầu vào hát thì tôi vẫn giữ nguyên nhé. Ồ, chóp làm gì nữa em? Sau sẽ bắt đầu first high này, bắt đầu thêm swing này.
bắt đầu vào beat up này. Ok, tôi sẽ đánh dấu vào đây. Đây là intro. Đây là verse 1. Đây là pre-chorus. Pre-chorus. Và chorus. Đấy, đây là build up. Trời ơi, tôi xịn lắm. Intro. Đây là verse. Đây là pre-chorus. Đây là chorus này. Đây là build up. Rồi, anh em nghe lại nhá. Rap dài thêm tí nữa. Đấy, cái này mà em viết được một cái drop có mấy cái melody hay, xong rồi kéo violon ở đoạn đầu này thì ui, mình cảm giác kiểu nó vút lên. Nổi sợ gà. Chết tự sướng vậy nổi. Bắt đầu phát. Sàng. Đấy, cái đoạn này thì tôi không để crash nha. Để cho anh em có thể sau khi thêm lead và anh em thêm crash một cách ngon lành hơn. Đấy, ra gì ngay. Xong rồi, tôi chỉ làm break thôi. Hôm sau thì mắm muối gì thôi các anh. Bao giờ phải có lead xong thì mới mắm muối nha. Thế thôi. Rồi ok,